Thưa quý vị và quý khán giả, những ngày này cả nước đang phấn khởi tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Đây cũng là dịp để ôn lại những ngày tháng cách mạng hào hùng của người dân xứ Dừa Bến Tre. 78 năm đã qua, tầm vóc ý nghĩa, bài học kinh nghiệm cách mạng tháng 8 ở Bến Tre vẫn còn nguyên giá trị, trở thành động lực to lớn, tiếp tục cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong công cuộc thi đua đồng khởi mới, góp phần xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng giàu đẹp, văn minh, đáng sống. Cùng nhân dân cả nước, nhân dân Bến Tre dùng lên giành chính quyền về tay nhân dân. Theo ấn phẩm lịch sử đảng bộ tỉnh Bến Tre giai đoạn năm 1930-2015, vào cuối tháng 7 năm 1945, tỉnh ủy Bến Tre triệu tập hội nghị mở rộng tại ngã tư Dòng Dầu, nay là ngã tư Phú Khương, để chuẩn bị lực lượng khởi nghĩa. Tỉnh ủy kiểm tra tình hình chuẩn bị lực lượng, nhận thấy cơ sở đảng ở các huyện được tổ chức khá rộng. Ngày 23 tháng 8 năm 1945, khi đại biểu tỉnh ủy đi dự hội nghị xứ ủy trở về, lực lượng cứu quốc quân và thanh niên tiền phong các địa phương đã tập trung đầy đủ. Theo kế hoạch của ủy ban khởi nghĩa, trong đêm 23 tháng 8 năm 1945, khắp nơi trong tỉnh căng biểu ngữ, phát truyền đơn, kêu gọi nhân dân lật đổ chính quyền Bùi Nhìn, thiết lập chính quyền cách mạng. Ngày 24 tháng 8 năm 1945, Mặt trận Diệt Minh tỉnh ra công khai lấy câu lạc bộ thị xã, địa điểm tại trường trung học cơ sở thành phố hiện nay, làm trụ sở, đồng thời lực lượng khởi nghĩa nhanh chóng chiếm các cơ sở trọng yếu khác và giành chính quyền về tay nhân dân vào 17 giờ chiều ngày 25 tháng 8 năm 1945. So với thời gian trong kế hoạch, ta giành được chính quyền sớm hơn dự định. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở thị xã có ảnh hưởng quyết định đến cuộc khởi nghĩa ở các huyện. Cùng ngày, cuộc khởi nghĩa ở Mỏ Cày thắng lợi. Đêm 25 rạng 26 tháng 8, cuộc khởi nghĩa tiếp tục giành thắng lợi ở thành phố Ba Tri, Châu Thành. Cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 trên toàn tỉnh thắng lợi hoàn toàn. Ngày 26 tháng 8 năm 1945, Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh Bến Tre chính thức ra mắt đồng bào. Cuộc meeting tổ chức long trọng tại sân vận động tỉnh với lời tuyên bố của đại biểu Ủy ban Nhân dân Cách mạng. Cách mạng đã thắng lợi, chính quyền về tay nhân dân, đồng bào cả nước được giải phóng khỏi ách thống trị của phát xít Nhật và hơn 80 năm đô hộ của thực dân Pháp. Nước nhà đã được độc lập, cuộc đời nô lệ đã chấm dứt. Cách mạng tháng 8 ở Bến Tre là kết quả của quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ của đảng bộ và nhân dân Bến Tre trong 15 năm dưới sự lãnh đạo của đảng, năm 1930-1945. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 ở Bến Tre còn là kết quả của công tác xây dựng đảng bộ vững mạnh. Đảng bộ Bến Tre qua nhiều lần bị địch đàn áp, khủng bố ác liệt. Nhưng nhờ có một đội ngũ cán bộ đảng viên kiên cường bất khuất, được tôi luyện vững vàng trong đấu tranh cách mạng, đã bền bỉ vượt qua khó khăn, gian khổ, hy sinh, phấn đấu cho lý tưởng sự nghiệp cách mạng thắng lợi. Cách mạng tháng 8 ở Bến Tre thành công, góp phần quan trọng vào sự thành công của tiến trình cách mạng cả nước. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, đem lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung và nhân dân tỉnh Bến Tre nói riêng. Ngày nay, đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt phong trào thi đua đồng khởi mới, hiện thực hóa khát vọng xây dựng, phát triển quê hương Bến Tre ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, sớm chương lên thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.